Rồi, hôm nay mình xin chào cả nhà nha. Nói hôm giờ chỗ này anh em cho lớn cả nhà. Hôm nay quýnh ngoài nhà máy nhiệt điện đổ gì vậy? Thank you.
đi luôn. Thấy được mấy con hú mà mất tiêu hết luôn rồi. Dần nước đá xương xương đi, chạy vô. Bán đá đi còn ơi. Bữa nay coi, tiếp tục đụng báo quay về. Còn ngon bây giờ nữa coi. Thì bà quả cá pha dân lượt hồi chất gã luôn đó. Có khoai nữa hả? Có một con đó. Hai con nữa. Con một cũng đi nấu. Để đi gã đi, hồi nó cũng chăn nước nó cũng vô đó. Bỏ ngoài giặt dành tiếp.
chanh quả phá gì tràn nước không thì cây chanh tất cả ăn cha nước chanh luôn. Nhiều mỡ rồi. Bợ nhà máy nhiệt điện. Hôm nay làm cho cây cay của Trang nó không được. Hai ba trái còn ăn nổi còn mới lạ. Rau muống này ta còn sống mà vậy là ăn được rồi. Rồi. Mời cả nhà ăn cơm với mấy anh em nha. Có khác có sòng nó chua. Mấy giờ với giờ cơm to nữa. Ngày mấy rồi? Nhậu mày vô. Cơm trưa. Cơm nhậu lai rai. Ông này đi mấy năm mà cũng trở về đây nè. Mấy năm rồi anh Tinh? Từ hồi mà giữa là chừng sang hồi đáy tới giờ. À, sang đáy 4 năm, cũng 2 năm rồi hả? Đâu, sang bán á. Thì sang lại đó. Sang bán người ta là giữa là chừng đó là nghỉ đi tới luôn đây. Được 5 sang bán. Vẫn hoài, ổng đi năm nay 2 năm. Muốn bán là đáy cho được năm kìa. Ủa bán chưa gấp năm đâu. Bán cho thiếu một chục tiền chưa đủ nữa mà sao gấp năm. Sang bán vợ còn chút xíu. Nhầm. Mình có việc kho coi. Nói đại đi gì đâu mà mắc cỡ không dám nói. Mấy năm trời không có nói chuyện chữa lên. Mấy năm trời có à. Không trốn rồi. Không dụng à. Súng súng hả? Mắc trốn rồi thì không mắc cho một số miệng hả? Ở miệng không mắc xa mà. Xuống lụ đế rồi rồi súng mắc. Vô lý rồi. Súng mắc có miệng ngủ được không? Ừ, súng mắc mà miệng ngủ được không được. Lại đi ngủ nghe gì. Chỗ không uống là ngủ không được nữa nghe. Ừ, không uống là ngủ không được. Làm sương sương rồi dễ ngủ. Thôi đúng ăn cơm gà. Không tính nó uống nào rồi. Quên nó ghẹ đó. Ông ghẹ nè. Ừ, ông phá ghẹ mà. Cơm đó. Còn trời đổ đục ăn này mỗi ngày. Đây rồi. Lao à, cái này không có đổ đục ăn được nha. Đổ đục lúa. Cái này dính lưới. Đục lúa mà nó đổ đục lúa. Vẫn có thứ này nữa. Không có cái này đâu. Này mới dính lưới. Biết ăn gì không? Ghẹ lột á. Đó. Không, chế tổ dầu chim miếng lưới rồi một hộp cái gì lắm. Này ông dòng nữa không cả. Cổ mang ngay nha, rau rau rau. Lột kéo đột rũa. Trồng rất đẹp ngon vậy hả? Cái gì? Có trồng. Trồng béo mà. Trồng ăn chút. Bên dưới ngon ăn được rồi. Kêu dữ nha. Cá mực vậy. Ghe nè chạy vô. Ghe này có ai ghe này cũng liêm hết ta. Liêm. Ghe bự dữ chứ. Cơm cây đóng cảm ơn cả nhà ủng hộ và coi kênh của Toàn Duy Hải nha. Cái này mấy anh em xin chào cả nhà.